Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. À đây rồi, một đứa phải nhảy này. Làm sao bạn ơi? Dựng mong kèo cả thôi xong. Mình với lại Hồ Nhi đang không có mạng nhá. Là chạy xuống khô máu luôn các bạn ơi. Không phải ngại, bọn này. Làm sao? Knock 1 này. Biết rồi ông ơi. Bạn nó ngay trong thôi. Làm sao? Xong luôn anh em ơi. 2 kill khá là easy mọi người ạ. Và mình sẽ đổi qua luôn khẩu Scar nhá. Các bạn là Scar thì sấy nó ngon hơn anh em ạ. Đây, mãi mới kiếm được hai đứa, cảm giác mệt mỏi vãi chưởng. Rồi nha anh em, let's go thôi nào. Mình đang có 7 túi máu đây, tương đối là nhiều túi máu. Có khi là tôi với ông lên làng thông lại có người không ạ? Trên này chưa thấy ai các bạn ơi. Chạy thẳng qua phía làng thông luôn chứ. Đây mãi phía xa 210 có thính nhá. Làng thông trận này thì đào đâu ra người hải anh em. Có vẻ cao đấy. Ok, kẹo chưa thấy ai ở làng thông cả này. Wow. Anh em nghĩ là làng thông trận này có ai không? Bình thường thì mình thấy là các bạn chơi game ấy thì rất là ít khi ghé qua cái khu vực làng thông này. Thế này thì đào đâu ra người hả các bạn ơi? Bây giờ là đang có đó là 21 mạng nhá. À đâu, còn lại 21 mạng. quên. Giờ là còn lại 20 nha. Mình mới kêu được có 2 mạng mà thôi. Thế này thì ít quá nhỉ anh em. Hôn như không kêu, quên. Sát thủ, à đâu. Đây là Dũng không kêu anh em ạ. Không có xe thì mình chạy bộ thôi bạn, chứ biết sao giờ có xe trên này này. Nhưng mà thôi, nó là xe con độ thì có khi chạy bộ cho an toàn đúng không ơi. À thế rồi, một đứa đang chạy này. Đứng lại em ơi. Mày chạy hả em ơi, đứng lại em ơi. Nó vừa vào nhà để xe 195 ông ơi. Thằng này, mày làm gì ở trong đấy? Mày trốn với anh à? Đâu? Trong nhà để xe nha ông ơi. Đây bạn. Nó chạy mất tiêu rồi đậu xanh. Ăn gì chạy nhanh vậy? Wow. Nó qua bên này rồi thì phải ông ạ, chỗ nào vậy? Ok á. Đâu rồi? Bạn đó này. Dũng ơi, bạn đó này Dũng ơi. Lên bản điểm số nha. Ok mọi người, ngon lành. Đây mình còn máu cái đã. Phạt này hơi căng. Ok, quần máu thế này. Anh em thấy skin mèo bóng đêm chưa? Đấy, trông đáng yêu vãi chưởng luôn này. Mình qua mình lượm sát cho nó thôi. Mình sẽ cần có thêm được đạn súng trường này, máu này. Thế thôi. Thế là ổn rồi. Trang bị luôn giảm thanh vào nhỉ. Ok, mình vừa trang bị giảm thanh các bạn ơi. Qua lấy mod chắc đi cắn người thôi. Hey friend, lên xe mình chở nào. Ui, gai gì lắm mình vậy. Đậu xanh. Đi qua cho nổ xe nhá. Thôi phá xe không ạ, nên thôi. Ai lại phá xe thế? Phá xe thế thì lấy cái gì mà chạy? Các bạn ơi, tiếp tục sân mạng thế nào? Bây giờ mình xem mình cố gắng... Đây. Còn bao nhiêu đến đây? Chạy thẳng qua phía này luôn anh em ơi. Ngoài này có thính đã hả anh em? Ok luôn.
Xem là chúng ta sẽ có gì nào mọi người. Mật khẩu FVD. Thôi vậy. Mãi ngoài kia hình như là vẫn đang ở trong bim. Ui, tưởng ở trong bờ biển nhưng mà không phải. Nó ra mãi ngoài biển rồi ông ạ. Thế thôi. Thôi thôi, ham gì. Tí lút xinh, à quên, lút thính sau cho nó qua sấy thì có bạn sành mộ. Hai đứa này bạn ơi. Hai đứa nó ngay chỗ trường học nhá. Ngay nhà lớn này, ok đây à. Làm sao chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi, ăn một tông nhá. Một đứa ở ngoài nữa bạn ơi. Đây này. Xong luôn, easy không ạ. Cái cửa bé thế thôi với ông vẫn tông được. Ơ, mình chơi súng tiểu liên, các bạn chơi phóng liệu đi. Cái cửa bé thế thôi với ông vẫn tông được cơ mà, thằng này. Nó tưởng là nó chạy được ông ạ, nó vào nhà. Vào nhà rồi nhưng mà ai ngờ vẫn sanh mộ. Làm quả mình bít luôn cửa anh em ạ. Đây đây. Hôm sau nó ngay phía 30 này nữa này. Các bạn ơi từ từ làm gì mà căng, mình đang lút thêm đồ cái mà. Ê, trên này có người. Từ từ bạn ơi, đang lút đồ dưới. Cho bạn sấy đi, bạn đai bạn chịu thôi. Wow, từ từ, đang mãi dưới lút đồ mà. Ông chạy nhanh thế tôi qua nổi làm sao. Nãy như là mình bỏ lỡ một cái nòng ba ở đây các bạn ơi. Cứ làm nòng ba bỏ trong ba lô, xíu mình cần mình dùng. Em bạn ơi đi xe thì lại không đi, ông thích đi bộ à? Ok cũng được. Thích đi bộ thì đi bộ thôi. Người đâu bạn? Chỗ nào ta? Thế sao bảo cũng người? Ok mình qua chỗ Huy Nhi luôn mọi người ơi. Bạn bắn thùng dầu chơi hả? Các bạn đây, có người, trên tầng nhá. Trên tầng ngay phía NE nhá. Chết chưa ông ơi, gian bên NE này. Tôi câu liệu qua cho. Tôi câu liệu qua cho này. Ok, đã xong. Thôi, không câu nữa, xong rồi. Vừa hạn nó rồi. Thằng bé ngay chỗ chân cầu thang này. Ngon lành. Kêu mấy cái mạng này mình cảm giác là hơi bị dễ dàng này. Thế thì ổn rồi. Bây giờ là còn lại có 7 mạng nữa thôi các bạn ơi. Cố gắng chúng ta sẽ lấy top 1 lần nào chứ ngại gì. Uầy. Người đâu chưa thấy ông ạ. Thế có khi là tôi ngồi ở đây tôi chờ chúng nó chạy vào. Cũng được ta. Ngồi đây chờ thôi chứ biết sao giờ hả ông? Kiếm cơ hội là sao ý bạn, là sao? Mình đang chờ chúng nó chạy vào mà. Đây bạn. Mình qua trò mình ngồi canh thôi. Sao friend? Thì chả là đang đi kiếm cơ hội còn gì nữa ông? Ông lại cứ đùa với tôi à? Còn lại 7 đứa nữa nha mọi người ơi. Ê, tôi biết bó tiếp theo, thu đây nhá. Thu đâu bạn ơi? Ngoài đấy hả? Chỗ tôi này. Ok, tôi ngoài đấy tôi canh cho nó đã. Mình ở ngoài này mình canh một cái đứa nó chạy từ trên đầu xuống anh em ơi. Bo vẫn đang thu lại rồi nhá. Để coi. Xíu nữa kẹo chạy vào sau nha các bạn ơi. Ở đây có người hả? Từ từ đang canh ở trong mà. Sấy có vẻ căng đấy nhỉ. Gắt thêm mấy kill rồi. 3 kill. 3 kill quả đùa mình. 3 nằm ở 3, ông cứ đùa tôi là như nào nhỉ? Nãy cũng bảo 4 kill xong sau chốt quả 8 kill. Thế kinh rồi, biết nói gì nữa. Thế đi kinh rồi. Gặp Faker thì kinh rồi. Ok anh em. Á cái gì mà á.
Em ỉm đâu, mình bắn có vẻ viên nó chết rồi, đang định kêu bạn nhưng mà nó chết rồi thì thôi. Thật, tôi đùa ông làm gì? Đồng đội với nhau cả, lừa nhau làm gì? Quay lại, bạn ơi. Quay lại, trang bị đóng 3 thôi, cho nó gắt anh em ạ. Còn mấy thằng cuối thôi bạn ơi. Mình vừa kéo quả đóng 3 vào rồi. Buổi gắt thế nhỉ anh em. Thế này có vẻ căng. Bọn này hạ gục nhanh vậy. Thằng bé đâu rồi? Ê bạn ơi, thằng bé chân tường thì phải này. Còn 2 thằng cuối nữa. Ủi Dũng ơi, bạn chơi ghê vậy, ui phóng liệu cả. Thế kinh rồi. Biết nói gì nữa. Thế kinh rồi Dũng ơi. Đây, thế kinh rồi Dũng ơi. Đây mình cứu, ăn mừng. Nào friend, ăn mừng nào. Ta ta. Dũng này đang định ăn lỉm một mình nhá. Mai mình vãi trưởng thắng cho cuốn máu nữa. Đậu xanh căng. Yes, tuyệt vời. Trận này thì mình lại nhiều mạng hơn Hồ Nhi rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.